gần cất được cái tiệm đó. Rồi gần khai trương một tuần trước đó, thì là mẹ mất đột ngột. Tức là trước khi mẹ mất rồi chưa có biết là mình sẽ cưới đúng không? Rồi lúc đó cô dự đám tang luôn. Dự đám tang. Nói chung là mẹ lo hết tất cả phần đám tang. Mẹ chồng lo luôn. Tất cả luôn. Lo cho su gia luôn. Lo cho bên đó luôn. Trời ơi tuyệt vời quá. Từ cái ngày mà mẹ em nằm viện luôn là mẹ chồng không chút đắn đo suy nghĩ gì hết. Là bác sĩ bây giờ là muốn kêu bác sĩ trên Sài Gòn về. Đó là một cái số tiền đó. Vừa phải có bình oxy, vừa phải có xe, vừa phải có bác sĩ ekip đi theo. Tại đúng là mẹ em bị virus gì đó. Thì khi mà người ta về tới đây á là mẹ em chịu không nổi. Rồi em ấy nói là thôi bây giờ chở mẹ em về nhà cho mất tại nhà đó. Thì là tất cả mọi việc trong đám ma là tất cả mẹ em lo hết, mẹ chồng lo hết. Cũng như nó có cái bệnh là cãi cho bằng được à. Học luật sư mà mình không có chịu vậy, cãi như nó phải nhường nhịn mình. Dạ. Dầu cái gì cái nó cũng phải thụt lùi một chút. Dạ. Chứ cái này nó cãi tới cãi chừng nào mình thắng thôi. Dạ ở từ Trà Vinh đến. Trà Vinh hả? Dạ. Ồ ao bò om đó. Dạ à. Giới thiệu tên tuổi là Lê Thị Kiệm, 64 tuổi. Dạ. Wow. 64 tuổi trẻ quá ha. Dạ. Dạ. Dạ xin mời chị giới thiệu về dạ. mình ạ. Em xin chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Tố Quyên, năm nay em 27 tuổi, em hiện là chuyên viên trang điểm và là quản lý studio. À, wow, nhìn style quá. Tóc nhiều màu á ha. Dạ, dạ chị, em không biết là chị làm dâu của mẹ bao lâu chị ha? Ở chung thì 2 năm mà về cưới thì 1 năm, là ở chung là 3 năm. À. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô ấn tượng gì với cô gái này? Lần đầu tiên con trai nó dắt về đó thì ấn tượng là coi cũng như tóc đỏ nè, mặc đồ thấy không thích, rồi lại có xăm. Có xăm nữa. Có xăm. Xăm ở đâu? Xăm sau lưng. Về ủa nó không mặc áo sao thấy sau lưng? Bị gì chồng nó có nói trước. À nói trước hả? Chồng nó có nói trước. Rồi nó về nó mặc đồ nó giấu á. À dạ. Thôi biết rồi, giấu đi. Mặc cái tay. Dạ. Cũng như lần đầu tiên là ấn tượng, không có chịu. Dạ. Không biết sao, con trai nó dắt về nhiều lần. Rồi nó nói mẹ ai thấy vậy chứ nó vậy thấy nó vậy chứ cái tâm nó tốt à. Con thương nó là con thương cái tâm chứ à. Nó cũng không có đẹp gì hung con thương cái tâm rồi cái về từ từ thấy cũng thương. Mà em cái lần đầu tiên về ra mắt mẹ chồng mà nghĩ sao mặc đồ hở hang rồi tóc đỏ que rồi xăm mình rồi là không có. Lúc đó là hai vợ chồng em đi từ thiện á. Rồi mới quen biết nhau. Đi từ thiện hả? Dạ. Thì lúc đầu mới về là em không có biết là mẹ biết em có hình xăm à. Chồng em cũng giấu, mà mẹ thì cũng để ý. Nhưng mẹ biết rồi mà mẹ không nói, mẹ để coi nhỏ này nó làm sao. Đó, rồi cái bữa đó em rửa chén. Rửa cái áo mặc hay áo sắc nách thôi chứ không hở lắm đâu. Cái ngồi rửa chén cái mình dán vậy nè. Cái mẹ đứng sau mẹ nói thôi khỏi che nữa. Tôi biết rồi, tôi biết lâu rồi. Vậy mà từ đó giờ giấu muốn chết luôn. Khi mà chị về chị gặp mẹ lần đầu tiên rồi mẹ có để lại ấn tượng gì với chị không? Có. Mẹ nhìn mẹ như là mẹ trẻ lắm mà không đẹp bằng bây giờ. Giờ tại có em về, có em không về đẹp cái không? Em tút mẹ lên cái mẹ đẹp hơn. Sau này hai đứa nó làm với chị hai nó là nhà chị hai nó cũng là áo cưới. Nó làm đâu mấy năm, hai đứa 2 năm gì đó nó mới dắt về. Dắt về rồi thấy nó cũng hai đứa cũng có nghề hết rồi. Thôi lo cho hai đứa nó đi nâng cao tay nghề. Hai đứa ra tiệm ở Trà Vinh thì sửa nhà sửa xong xuôi rồi thì đâu có 10 ngày nữa thì mẹ con này mất. Từ mất tới 6 tháng sau mới đám cưới. Chị có thể chia sẻ chút xíu về cái biến cố của mình mà trước cái ngày cưới không? Như em được như ngày hôm nay á là nhờ mẹ chồng em. Giống như là có tiệm rồi giống như là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng mà em không còn mẹ, không còn cha. Thì tới lúc mà gần cất được cái tiệm đó, rồi gần khai trương một tuần trước đó, thì là mẹ mất đột ngột. Tức là trước khi mẹ mất rồi chưa có biết là mình sẽ cưới đúng không? Rồi lúc đó cô dự đám tang luôn. Dự đám tang. Nói chung là mẹ lo hết tất cả phần đám tang. Mẹ chồng lo luôn. Tất cả luôn. Lo cho su gia luôn. Lo cho bên đó luôn. Trời ơi tuyệt vời quá. Từ cái ngày mà mẹ em nằm viện luôn là mẹ chồng không chút đắn đo suy nghĩ gì hết. Là bác sĩ bây giờ là muốn kêu bác sĩ trên Sài Gòn về. Đó là một cái số tiền đó. vừa phải có bình oxy, vừa phải có xe, vừa phải có bác sĩ ekip đi theo. Tại lúc này mẹ em bị virus gì đó, thì khi mà người ta về tới đây á là mẹ em chịu không nổi. Rồi em ấy nói là thôi bây giờ chở mẹ em về nhà cho mất tại nhà đó. Thì là tất cả mọi việc trong đám ma là tất cả mẹ em lo hết, mẹ chồng lo hết. Chuyện buồn nó cũng qua rồi. Dạ. Xin chia sẻ điều đó. Nhưng phải nói chúng ta phải cho một tràng pháo tay để cảm ơn cái tình dạ. cảm của mẹ chồng của em. Về làm dâu có gặp khó khăn gì không chị? Như tính tình em á là không có kỹ càng, còn mẹ thì kỹ tính, mẹ giỏi lắm. Còn em á thì không biết gì trên, chỉ biết nghề thôi, biết trang điểm thôi, chứ ngoài ra không biết giữ tiền, không biết làm việc nhà, nói chung không biết gì trên. Rồi mẹ thì cứ em bãi đâu thì mẹ dẹp đó, bãi đâu mẹ dẹp đó vậy đó. Mà mẹ có la hay mẹ chỉ dạy gì không chị? Có, la dữ lắm. La dữ lắm hả? Tại em hư lắm. La cho nó thành người mà đúng không cô? Dạ, dạy dỗ. Nhưng mà nó làm nấu nướng cũng không được luôn cô hả? Nó ở nhà nó không có nấu nướng. Mà ở lại ngược lại là nghề nghiệp rất là giỏi. Dạ. Cũng như mấy cái này nó được cái kia. Dạ. Nó làm nghề là được người ta khen. Không, mình kể chuyện xấu trước đi. Nhà nấu nướng sao nè? Nấu nướng là tại đó. Nấu nồi có nấu món nào tầng. Hả? Nấu nồi cơm 4 tầng. Trời sao hay vậy chị? Bữa đó có khách mà nó nấu cơm ăn có được gì đó. Cơm nó làm sao cô? Sống rồi nó khét nữa. Trời ơi. Vừa sống mà vừa khét nữa. Sống khét sượng. Vừa nhão, vừa sống, vừa khét mà vừa còn hột cơm. Tại... Trời không ai nấu được như chị đâu đó nha. Khó nấu vậy lắm á. Dâu nấu món gì ngon nhất cô nhớ không? Món lẩu gà ớt á. Gà chanh ớt. Gà chanh ớt á. Ngon. Em không biết làm đồ ăn. Được cái món đó thôi. Biết làm cái gà chanh ớt á. Không lẽ nó nấu cho mẹ chồng ăn gà hoài. Lâu lâu nấu một lần. Nhưng mà hai mẹ con mình có hợp với nhau điểm gì không chị? Có. Như em đi trang điểm buổi khuya á thì mẹ chồng đi trang điểm với em luôn. Đi làm cô dâu 1-2 giờ sáng cũng thức dậy. Mẹ đi theo phụ mình hả? Đi theo ngồi trên xe nói chuyện sợ ngủ gục á. Rồi đi tới đó thì em trang điểm cô dâu, mẹ thì nói chuyện bà xui. Như mấy mẹ cô dâu á. Trời, tội nghiệp không? Rồi bỏ đi về mình, hai mẹ con đi ăn gà rán, đi ăn mì cay. Giống như là mẹ thì trước giờ là không có ăn mấy đồ ăn đó. Còn em về thì con dâu út nhỏ tuổi nhất, cái tối ngày chở mẹ đi ăn đồ tin tin không. Hèn chi trẻ quá ha. Vậy là hợp nhau lắm ha. Nhưng mẹ la hoài không lẽ không giận mẹ hả? Có buồn. Có lần nào mẹ la khóc rồi giận luôn không? Không, có một lần em làm mẹ khóc. Lần đó như là mới về, rồi mới mở tiệm á, rồi mua áo cưới. Như là áo cưới đó thì nhỏ nó đặt, nó nói là mấy trăm triệu một cái. Mẹ thì mẹ nói làm gì có áo cưới mấy trăm triệu, mấy chục triệu, mấy triệu có thôi. Cái xong rồi em cự lại, em nói là áo cưới người ta có mấy trăm triệu nhiều lắm, tại vì mẹ không biết, mẹ hiểu không? Em nạt lên vậy đó, rồi cái mẹ giận, mẹ khóc, mẹ buồn. Từ cái lúc mà mẹ khóc á là em tự hứa với lòng mình là nhìn thấy nước mắt của mẹ là lần từ đây về sau là không bao giờ để cho mẹ gớt giọt nước mắt nữa. Là từ đó về sau là hai mẹ con không có còn cự cãi với nhau nữa. Coi như thân hơn con ruột luôn á cô hả? Dạ, tại không có con gái với nó cũng dễ dãi, tại vậy chứ cũng sửa đổi. Dạ. Biết nghe lời. Biết nghe lời. Nhưng mà chị có điểm gì mà khiến cô chưa hài lòng không cô? Cũng như nó có cái bệnh là cãi cho bằng được. Học luật sư mà mình không có chịu vậy, cãi nó phải nhường nhịn mình. Dạ. Dầu cái gì cái nó cũng phải thụt lùi một chút. Dạ. Chứ cái này nó cãi tới cãi chừng nào mình thắng thôi. Bữa đó giận quá trời. Mẹ hiểu không? Mẹ hiểu không? Tôi nói trời ơi, ai mà cái áo mà 200-300 triệu chắc có vài chục thì có, chứ nói gì nói dữ vậy. Cái gì, ngủ đêm nó ngủ không được, tức quá trời ngủ không được. Sáng lại cái vô lôi hai chồng vậy. Chứ vậy cô? Bây giờ á, ngày hôm qua vợ mẹ nó nói chuyện với tao vậy đó, rồi bây giờ á tao không mần ra tiệm nữa, giờ tụi mày ra ngoài mướn nhà đi. Muốn làm á, muốn ra tiệm thì mày mướn nhà đi, tao không làm nữa. Nó kêu vợ nó xin lỗi. Từ xin lỗi tới giờ là coi như nó thay đổi được rồi. Mình thấy nó cái gì cũng còn con nít thôi, mình cũng tha thứ với nó đi. Rồi nó sửa rồi thì thôi, mẹ con cũng thương nhau. Với nó đi trang điểm không có ai đi cũng phải đi theo với nó. Dạ. Chung giờ hai người bạn. Dạ, chứ đâu có bỏ nó một mình được. Nhiều khi đi chụp hình ngoại cảnh á, mà mẹ đi theo, mẹ làm stylist luôn. Sửa váy cô dâu rồi sắp cảnh sắp kiểu cho cô dâu luôn. Kêu cô dâu nhìn lên nhìn xuống, nhắm mắt mở mắt gì tùm lum luôn. Trời ơi, con dữ hơn thợ chụp hình. Làm đạo diễn luôn á hả? Thằng con á thì nó chụp hình quay phim, con này á thì áo cưới trang điểm. Mẹ làm stylist luôn. Mẹ thì đi theo. Gia đình trọn gói rồi, khỏi phải dê chai nữa. Đúng rồi. Thường mẹ chồng nàng dâu đôi khi tình cảm, rất tình cảm với nhau, nhưng có thể xích mích hoặc là nó có một chút không hài lòng về tiền bạc thì có khi nào vậy không? Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống trong nhà rồi ai trả, rồi đóng góp nhiêu, rồi có chuyện đó không cô? Không có, tại vì tụi nó mần là biết mần thôi. Tiền bạc là ở đây quản lý hết. Trời ơi. À, giao vậy cho cô hả? Dạ, giao hết. Mần vậy chứ không biết tiền bạc gì hết trơn. Dạ. Tiền đụng đâu bỏ đó. Hồi họ không biết, cũng như không biết kỹ lưỡng. Nó không khoái tiền hay gì hết. Đúng rồi. Tại vì tiền bạc như là em ít giữ tiền trong người lắm. Nhiều khi mẹ đưa tiền cho cũng không giữ. Bỏ tùm lá đấy. Ghê dữ. Bởi vậy mẹ giữ hết, có gì mẹ lo hết. Ừ, có gì mẹ lo. Có như hai mẹ con rất hợp với nhau á. Từ cái chuyện chăm sóc con cái đó thì sao? Nó chưa có con. Chưa có con. Giống như là trong cái thời gian gần đây á, là em mới bị sảy bé. Đó là như làm quá. Cái nghề của em đi trang điểm á, chạy xe máy á, rồi một đêm chạy 4-5 cô dâu như vậy đó, rồi không thể giữ được. Rồi lúc đó sợ lắm, lúc đó gọi giấu mẹ luôn, muốn giấu luôn. Cái mẹ gọi điện thoại qua, mẹ hỏi là chị hai nói con bệnh gì đó, rồi mới nói. Tâm trí lúc đó là sợ lắm. Mẹ thì đang trông cháu, rồi chồng thì cũng lớn tuổi, thì mình sợ là mình làm sảy đứa cháu, rồi cũng như mẹ chì chiết, mẹ không vui. Ai về cái mẹ gọi qua mẹ nói con nếu mà mất đứa này thì gắng dưỡng đứa sau, gắng ăn uống cho đầy đủ này kia kia nọ, chứ mẹ không có la tiếng nào. Mẹ cũng không nói bất kỳ cái gì cho mình buồn hết. Đây là một bà mẹ chồng rất là tâm lý. Tâm lý từ A đến Z luôn á. Nãy giờ anh thấy là như thế. Để xem chồng em, người trong cuộc sẽ nói gì về giữa mẹ chồng nàng dâu nha. Trong thời gian sống chung, đôi khi mẹ và vợ cũng có nhiều quan điểm bất đồng. Tại vì khi mình cưới vợ, vợ mình còn quá trẻ, cho nên nó không có được phù hợp với tính tình của mẹ. Nhiều khi mẹ và vợ đi shopping, đi mua đồ cho mình. Vợ thì lại thích cái kiểu cách trẻ trung, năng động. Còn mẹ thì lại thích quần tây áo sơ mi. Tại vì mẹ nhìn ngày xưa, mẹ nhìn như vậy mẹ đã quen rồi. Khi mà mình có một sự thay đổi thì trong mắt mẹ nhìn mình nó cứ sao giống như lớn tuổi rồi mà sao vẫn còn trẻ trâu, mặc đồ theo cái kiểu xì tin á. Đồ mẹ mua về thì mình mặc thì mẹ lại khen, đồ vợ mua về mình mặc thì vợ khen. Nhưng mà nhìn chung thì vợ và mẹ hai người đều rất khéo. Có lẽ là một có anh vì thương chồng, mẹ thì thương con, cho nên sống trong gia đình hai người từ từ cũng hiểu được nhau. Mình cảm thấy hiện tại bây giờ thì cuộc sống ngày càng phù hợp hơn. Mẹ và con dâu đều hiểu được nhau nhiều hơn. Nói chung mẹ sống rất tâm lý, tất cả con dâu đều yêu quý mẹ. Rồi hôm nay cô có muốn con dâu của mình thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống đối với cô hay đối với gia đình hay không? Tôi cũng như giờ á, thì nó cũng sửa đổi dữ lắm rồi. Dạ. Giờ cũng thương yêu dữ lắm rồi, cũng không còn gì mà phiền hàng nó nữa hết á. Muốn gì từ nó nữa không? Muốn gì? Muốn một đứa cháu nội. Đó, biết muốn... ngay mà. Muốn nó đẻ đúng không? Dạ. Rồi hứa với mẹ chồng gì đi. Đó, hai mẹ người đứng lên ôm mẹ chồng cái chặt luôn nào. Rồi hứa mẹ chồng mẹ gì con đi. Con hứa với mẹ là con sẽ sớm cho mẹ một đứa cháu nội, sẽ ngoan ngoãn. Rồi chúc cho cả nhà mãi mãi hạnh phúc ha. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cả nhà mình. Đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Aquino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh. Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và đây là máy sấy tóc của thương hiệu Yakio dành tặng cho cô và chị ạ. Đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Cảm ơn cả nhà đã đến với chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Linh và Lê Lộc nha.